À, bây giờ là đang lúc vào thời gian thừa hơi để anh em có đứng đây để nghịch ngợm tí. Cười gì? Cười mà mẹ mày. Bác có mẹ mày. Anh Việt Bẩn đang loay hoay với chiếc điện thoại vơ tu đời mới nhất. Đấy, rất là đẹp trai. Anh Hiếu ngố. King of Pig nghĩa là vua của lợn đấy. Vua vậy sao? Xí hổ kìa. Việt Có em Hiếu lợn. Đây Red Nữa 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 đi. Eo.